À, thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một sản phẩm có tên đó là Bulitum. Đây là một loại phân bón lá cao cấp. Loại phân lá này á, thì nó có công dụng chính á, đó là nó tăng cường cái phẩm chất cho trái cây. Thì ở những loại khác á, của cây, ví dụ như đoạn phục hồi cây, giai đoạn dưỡng cây, thúc cây, hoặc là trước khi ra hoa đậu quả đó, thì cái sản phẩm phân bón lá này nó cũng dùng rất là tốt rồi ha. Thì về cái công dụng á, tuy là phân bón lá nhưng sản phẩm này chúng ta cũng có thể vừa phun trên lá được, mà chúng ta cũng có thể là vừa phun dưới gốc hoặc là chúng ta tưới gốc được. Và đây cũng là một cái mẫu mã của cái sản phẩm Bulitum này. Chai này thì có quy cách đó là 250 ml các bạn ha. Thì cái sản phẩm này các bạn, thành phần chính của nó là nó được chiết xuất từ rong biển. Mà nói rong biển thì chúng ta sẽ nhớ đến ngay đó là amino acid và cái phyto alanine. Đó là những cái kiến thức đơn giản và nông nghiệp mà chúng ta cố gắng nhớ bạn ha. Ở mỗi video mình sẽ cố gắng nhắc đi nhắc lại để các bạn nhớ. Còn phytoalasin là gì và những cái công dụng của nó đối với cây trồng tốt ra sao thì các bạn có thể coi lại những video trước của mình ha. Thì ở đây ngoài những cái amino acid được chiết xuất từ rong biển thì cái sản phẩm Bulitum này nó còn có thêm đa lượng, trung lượng, cái phần vi lượng và hữu cơ nữa các bạn nhé. Chính vì vậy khi mà chúng ta xử lý sản phẩm này đều đặn trên cây trồng thì cây trồng chúng ta sẽ chống được hiện tượng mất nước, chống được hiện tượng suy nhược, xào lá trong mùa khô. Nói chung nó sẽ chống là được những hiện tượng gọi là khắc nghiệt do môi trường, do thời tiết ảnh hưởng đến cây trồng. Đồng thời thì sản phẩm này như ở đầu video mình chia sẻ, nó rất là tốt cho hoa, cho trái, nó tăng cường khả năng ra hoa, nó tăng cường khả năng thụ phấn, nó giúp cho trái cây chúng ta có phẩm chất tốt hơn, mẫu mã đẹp hơn, nặng ký hơn và bảo quản được lâu hơn. Và đây trên màn hình của các bạn mình đã tổng hợp được những loại phân bón mà nó chiết xuất, nó có nguồn gốc từ rong biển hay trong tiếng Anh gọi là seaweed, thì nó sẽ có những cái thành phần dinh dưỡng như sau. Thứ nhất đó là đa lượng các bạn ha, như mình đã chia sẻ nè, trung vi lượng các bạn ha, các axit amin và các hóc môn giúp sinh trưởng, đặc biệt là một số anh ví dụ như là arginic acid, gibberellin, cytokinin. Những hóc môn này thì công dụng ra sao thì mình đã chia sẻ rất là nhiều. Thì các bạn có thể là muốn xem lại thì các bạn có thể là xem những video trước bạn ha. Ví dụ như cytokinin thì tăng cường khả năng ra rễ, gibberellin thì kéo lóng giúp cây cao hơn, vân vân vân. Về cách chúng ta xử lý trên cây trồng các bạn, thì sản phẩm này như mình đã chia sẻ ở đầu video thì nó rất là đa dạng, nó dùng cho được rất là nhiều loại cây khác nhau như là cây ăn trái, cây công nghiệp, cây rau màu, lúa, cây lương thực, lúa bắp, vân vân. Thì sản này vừa phun trên lá được các bạn ha, vừa tưới gốc được. Mình sẽ ví dụ đối với cây ăn trái thì chúng ta phun chủ yếu là ở giai đoạn nuôi trái các bạn ha. Thì chúng ta sẽ xử lý như sau. Nếu mà là phun trên lá thì chúng ta xử lý là từ 1 đến 2 kg hay là 1 đến 2 lít nước trên 1 hecta trên một lần. Thường thường chúng ta sẽ xử lý 3 lần. 3 lần đối với giai đoạn nuôi trái. Ở đây thì là trước khi đầu trái, trong giai đoạn nuôi trái và khi chúng ta sắp thu hoạch, cách thu hoạch khoảng 1 tuần các bạn ha. Thì chúng ta xử lý thì nó rất là tốt. Đồng thời chúng ta kết hợp tưới gốc luôn các bạn, thì từ 1 đến 2 kg trên 1 hecta trên một lần, hoặc là 1 đến 2 lít trên 1 hecta trên một lần. Chúng ta tưới 2 lần và mỗi lần cách nhau 20 ngày. Đối với cây công nghiệp, cây rau màu thì cũng có liều lượng cũng tương tự như trên các bạn ha.